5 kiểu phụ nữ mà đàn ông khao khát. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của chúng tôi, nơi chúng tôi khám phá những vấn đề trong các mối quan hệ tình yêu và hôn nhân. Nơi chúng tôi có thể chữa lành tâm hồn đang mệt mỏi của bạn. Nếu thấy video hay và hữu ích đừng quên bấm like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video hữu ích khác trên kênh của chúng tôi nhé. Bạn có bao giờ tự hỏi, đàn ông khao khát kiểu phụ nữ như thế nào không? Và những yếu tố then chốt nào mà đàn ông thực sự tìm kiếm ở người bạn đời của mình? Nếu phụ nữ chúng ta cần một người đàn ông trưởng thành, tâm lý, biết quan tâm và tử tế để kết hôn, thì đàn ông họ cũng có những tiêu chuẩn của mình khi tìm kiếm một người đồng hành thực sự. Đừng nghĩ rằng, đàn ông chỉ quan tâm đến ngoại hình, phụ nữ chỉ cần xinh đẹp, quyến rũ là có thể giữ chân được người đàn ông. Ngoài yếu tố ngoại hình, họ còn có những mong muốn khác ở người bạn đời của họ. Nhưng dù là đàn ông hay phụ nữ, không phải ai cũng may mắn tìm được người đúng như mong muốn của mình, thậm chí đôi khi chúng ta không thực sự hiểu rõ mình cần một người như thế nào. Chính vì vậy mà đôi lúc chúng ta chấp nhận ở trong một mối quan hệ, nhưng đó không chắc có phải là tình yêu hay không. Chúng ta chấp nhận kết hôn với một ai đó chỉ vì những lý do như đã đến tuổi, ba mẹ hối thúc, muốn ổn định cuộc sống hay không muốn bị người khác gọi là gái ế. Đàn ông cũng vậy, họ có thể ở bên cạnh một người phụ nữ hoặc kết hôn với cô ấy, nhưng chưa chắc đó là kiểu người mà họ mong muốn. Chính vì vậy mà có những cặp vợ chồng, dù ở chung một mái nhà, ngủ chung một chiếc giường, nhưng cũng chẳng khác gì những người xa lạ. Không thể tâm sự, không trò chuyện, không hiểu nhau và đặc biệt không có sự ngọt ngào như những cặp đôi khác. Và rồi khi một trong hai người gặp gỡ một người làm cho họ cảm nhận được tình yêu, làm họ nhận ra rằng người đó mới chính là kiểu người mà họ mong muốn, thì lúc này, ngoại tình, ly hôn là việc không thể tránh khỏi. Đời người không đủ dài để chúng ta có thể kết hôn nhiều lần, vậy nên, để có thể có được người bạn đời thực sự yêu thương mình, đôi lúc chúng ta cũng cần phải hiểu các nhu cầu và mong muốn của đối phương, để từ đó có thể xây dựng cho mình một lối sống tốt hơn, nâng cao giá trị, cũng như nâng cấp bản thân mình. Khi bạn nắm bắt và hiểu rõ những mong muốn của đàn ông, bạn sẽ có khả năng mở khóa trái tim người bạn đời của mình, giúp anh ấy yêu bạn nhiều hơn, sâu sắc hơn. Và bạn sẽ trở thành người phụ nữ mà anh ấy không thể ngừng nghĩ đến. Sau đây là 5 kiểu phụ nữ mà đàn ông khao khát. Một, đàn ông muốn một người phụ nữ có tiêu chuẩn cao. Phụ nữ chúng ta cứ hay lầm tưởng rằng, miễn là mình hiểu chuyện, miễn là mình ngoan hiền và chiều theo mọi mong muốn của đàn ông thì sẽ làm anh ấy ngày càng yêu mình hơn. Nhưng sự thật thường không phải vậy. Đàn ông có thể dễ dàng đến với những người phụ nữ dễ chinh phục, dễ dãi, nhưng lại thường không say mê lâu dài với những cô gái đó. Ngược lại, đàn ông thực sự ngưỡng mộ và khao khát những người phụ nữ có tiêu chuẩn cao, vì điều đó phản ánh giá trị và lòng tự trọng của người phụ nữ. Khi một người phụ nữ đặt ra các tiêu chuẩn rõ ràng và không dễ dàng thỏa hiệp, điều này tạo ra một cảm giác thách thức từ phía đàn ông. Đàn ông cảm thấy được thúc đẩy để cố gắng hơn, để đáp ứng và thậm chí vượt qua các kỳ vọng mà người phụ nữ đặt ra để có thể chinh phục được trái tim của cô ấy. Và điều đó cũng khiến đàn ông được thỏa mãn cái bản năng săn mồi của mình. Khi nói về tiêu chuẩn cao, không chỉ đơn giản là nói đến vật chất, mà còn về cách người phụ nữ tự đặt ra những yêu cầu về phẩm chất đạo đức, cách cư xử và cả sự tôn trọng lẫn nhau trong mối quan hệ. Ví dụ như việc cô ấy không chấp nhận một người đàn ông thiếu đạo đức, thô lỗ, vũ phu đến với cuộc đời mình. Ngoài ra, khi có tiêu chuẩn cao, người phụ nữ cũng không dễ dàng dung túng cho các thói xấu của đàn ông, không chấp nhận các hành vi thiếu tôn trọng mình. Ví dụ như khi anh ta mời cô ấy đi hẹn hò, nhưng đến phút cuối cùng anh ta lại hủy cuộc hẹn với một vài lý do không chính đáng. Hay khi hai người đã chính thức yêu nhau, nhưng chỉ vì một phút nóng giận, anh ta đã bạt tay cô ấy. Người ta nói rằng, một sự việc xảy ra lần đầu, có thể đó là sai lầm, nhưng nếu bạn để nó xảy ra đến lần thứ hai, thì đó là sự lựa chọn. Nếu bạn nhận thấy một người đàn ông kém chất lượng nhưng vẫn quyết định ở bên anh ta, và để những sự việc tồi tệ xảy ra hết lần này đến lần khác, thì đó là lỗi của bạn. Và sự thật, đàn ông cũng không tôn trọng những người phụ nữ dễ dãi, yếu đuối và dễ dàng thỏa hiệp với những thói xấu của anh ta. Đặc biệt, khi bạn có tiêu chuẩn cao, bạn sẽ không biến mình thành một người phụ nữ yếu đuối, bi lụy,
sống phụ thuộc tình cảm vào đàn ông và để anh ta lợi dụng mình. Đàn ông nhận thấy người phụ nữ càng thiếu thốn tình cảm và càng cần anh ta, thì anh ta càng không trân trọng cô ấy. Và thực tế, có rất nhiều trường hợp người phụ nữ quá yêu và cần đối phương, mà không chấp nhận sự thật rằng anh ta đến với mình chỉ để lợi dụng tiền bạc hay chỉ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý, chứ anh ta hoàn toàn không yêu mình. Đặc biệt là những người phụ nữ đã trải qua nhiều tổn thương trong tình yêu hay hôn nhân. Sau những mỏi mệt và yếu đuối, điều họ cần là một người đàn ông đủ bao dung và thấu hiểu bên cạnh. Nhưng nếu không đủ tỉnh táo và dễ dãi, bạn cũng chỉ tiếp tục gặp những người đàn ông tệ bạc đến với bạn. Bên cạnh đó, yếu tố dễ thấy nhất và phụ nữ thường hay mắc phải nhất trong tình yêu là dễ dãi về tình dục. Một người phụ nữ có tiêu chuẩn cao thì dù ở độ tuổi nào đi chăng nữa, dù còn độc thân hay đã kết hôn, dù đã ly hôn hay đã một mình một thời gian dài, thì cô ấy cũng không bao giờ dễ dãi lên giường với bất kỳ người đàn ông nào nếu anh ta chưa chứng minh được cho cô ấy thấy anh ta là người xứng đáng. Bởi lẽ, theo tâm lý của đàn ông, những thứ càng dễ dàng có được càng làm anh ta mau chóng mất hứng thú. Và phụ nữ sau khi lên giường với người đàn ông thường có tâm lý bị phụ thuộc tình cảm, bắt đầu đặt kỳ vọng nhiều hơn vào đối phương, còn đàn ông lúc này thì hoàn toàn bị tụt cảm giác yêu. Sự trái ngược về mặt tâm lý cảm xúc xúc này thường gây ra nhiều đau khổ cho phụ nữ. Chính vì vậy, là phụ nữ, để được hạnh phúc trong tình yêu, để có thể nắm giữ được trái tim người đàn ông, thì trước tiên hãy là một người phụ nữ có giá trị cao, có tiêu chuẩn bản thân và đặc biệt phải biết tôn trọng chính mình. Nếu đàn ông muốn có được bạn, hãy để anh ta bỏ ra nỗ lực xứng đáng. Đừng dễ dãi, đừng dễ dàng chinh phục và cũng đừng biến mình thành nơi để đàn ông đến, chỉ để thỏa mãn nhu cầu tình dục của anh ta. Như vậy mới khiến người đàn ông khao khát có bạn trong đời mình. Đàn ông muốn một người phụ nữ hiểu anh ấy. Nhu cầu được thấu hiểu không chỉ phụ nữ mới có, mà đàn ông họ cũng khao khát người bên cạnh có thể hiểu được họ, đặc biệt là trong những giai đoạn khó khăn của cuộc đời. Bởi lẽ, không giống phụ nữ chúng ta, có thể dễ dàng tìm hội chị em để tâm sự nỗi lòng. Đàn ông chất lượng thường là những người có tự trọng cao. Họ không muốn người khác cho rằng họ kém cỏi, thua cuộc, yếu đuối. Vậy nên họ thường tự ôm vấn đề vào mình và tự tìm cách giải quyết. Và càng khó giải bày tâm sự, họ càng cảm thấy cô đơn. Và khi đó, là lúc họ khao khát có được một người bạn đời có thể thấu hiểu và cảm thông, một người phụ nữ có thể lắng nghe vấn đề của họ mà không phán xét, chỉ trích, chê bai. Nhu cầu được lắng nghe và thấu hiểu này, đôi lúc nó còn ý nghĩa hơn nhu cầu về mặt thể xác. Vậy nên, đừng nghĩ rằng, chỉ cần bạn sexy, có thân hình nóng bỏng, giỏi kỹ năng trên giường là đủ. Những yếu tố đó chỉ là sự thu hút nhất thời. Để có thể đi lâu dài với nhau, để có thể trở thành một người quan trọng không thể thiếu với anh ấy, hãy là một người có khả năng lắng nghe và thấu hiểu cả những điều đối phương không tiện nói ra. Ví dụ như những giai đoạn anh ấy gặp áp lực công việc, thay vì tạo thêm căng thẳng và chỉ trích đối phương, thì hãy dịu dàng ở bên, cho anh ấy thấy được rằng bạn sẵn sàng lắng nghe và đồng hành cùng họ. Hay đôi khi, đàn ông có những cách thể hiện tình yêu khác nhau, có thể anh ấy không thường xuyên nói với bạn rằng anh ấy yêu bạn, nhưng mọi hành động của chàng đều là hướng về bạn và quan tâm đến cảm nhận của bạn. Vậy nên, thay vì trách móc anh ấy khô khan, không biết cách thể hiện tình cảm với bạn, hãy học cách hiểu ngôn ngữ tình yêu của đối phương. Có thể anh ấy không nói anh yêu em thường xuyên, nhưng lại luôn dành mọi thứ tốt nhất cho bạn. Đó có thể là cách anh ấy nói anh yêu em bằng hành động. Ngoài ra, hãy tôn trọng không gian riêng của chàng. Thỉnh thoảng, đàn ông thường cần thời gian một mình để suy nghĩ và sạc pin. Hiểu và tôn trọng điều này không có nghĩa là anh ấy không yêu bạn, mà là anh ấy đang cần không gian để cân bằng bản thân. Nếu phụ nữ lúc này không hiểu được họ mà cho rằng anh ta không quan tâm mình, cô trách móc, giận hờn, cãi vã càng khiến đối phương mệt mỏi, chán ngán, khiến mối quan hệ của cả hai trở nên căng thẳng, rạn nứt. Hiểu một người đàn ông không chỉ đơn giản là biết sở thích của anh ấy hay hiểu rõ những thói quen hàng ngày của anh ấy. Hiểu một người đàn ông là khi bạn có thể cảm nhận được những cảm xúc, suy nghĩ sâu kín bên trong đối phương, thấu hiểu được những điều mà đôi khi chính anh ấy cũng không thể diễn đạt thành lời. Khi bạn hiểu một người đàn ông theo cách này, bạn tạo nên một sự kết nối cảm xúc sâu sắc. Điều này khiến anh ấy cảm thấy an toàn,
được yêu thương và được chấp nhận. Và điều đó làm anh chàng cảm thấy bình yên và hạnh phúc khi ở bên cạnh bạn. Đó là lý do tại sao đàn ông thường khao khát một người phụ nữ có thể hiểu họ ở bên cạnh. Ba, đàn ông muốn một người phụ nữ có cuộc sống độc lập riêng. Một trong những điều thu hút đàn ông nhất chính là một người phụ nữ có cuộc sống độc lập, tự do và không phụ thuộc vào bất kỳ ai. Đây không chỉ là việc cô ấy có sự nghiệp riêng hay những mối quan hệ bạn bè, mà còn là việc cô ấy biết cách tận hưởng cuộc sống, chăm sóc bản thân và theo đuổi những đam mê cá nhân của mình. Chứ không phải một người phụ nữ thiêu thốn, bám dính lấy anh ấy và xem anh ta là vũ trụ cuộc đời mình. Cho dù người phụ nữ có xinh đẹp, sexy đến đâu đi chăng nữa, nhưng nếu sau một thời gian bên nhau, người đàn ông nhận ra cô gái ấy có cuộc sống cá nhân nhàm chán, cô không có những người bạn bè chất lượng, không có đam mê cá nhân hay không có sự nghiệp để theo đuổi, mà suốt ngày quanh quẩn ở nhà, nhàn rỗi không biết làm gì với cuộc đời của chính mình. Cô phụ thuộc hoàn toàn cuộc sống vào đối phương, cả ngày ngồi đợi anh ta xong việc để đưa cô đi chơi, đi mua sắm, ăn uống. Còn những ngày anh ta bận rộn thì cô trở nên chán nản vì quá rảnh rỗi nên suốt ngày nhắn tin cho anh ta, lo sợ anh ấy sẽ đi với người phụ nữ khác mà bỏ rơi mình. Hay cô ấy không trau dồi cho tri thức, ngoài vẻ ngoài dễ nhìn ra, cô hoàn toàn trống rỗng. Khi đi với nhau, cô không có chủ đề để trò chuyện cùng đối phương, cả hai không cùng tần số, không cùng suy nghĩ. Thì sau một thời gian ngắn bên nhau, người đàn ông nhận ra cô ấy hoàn toàn không còn sức hút với mình và tình cảm lúc này cũng hoàn toàn biến mất. Vậy nên, nếu bạn nghĩ rằng những người phụ nữ chỉ cần xinh đẹp, sexy là có thể có được người đàn ông chất lượng bên cạnh, thì đã đến lúc bạn nên thay đổi suy nghĩ đó. Những người đàn ông chất lượng cao thì họ cũng cần một người phụ nữ giá trị cao, có tri thức, có cuộc sống độc lập và có khí chất của riêng mình. Vậy nên, là phụ nữ, để có thể làm chủ được hạnh phúc của mình, hãy ưu tiên bản thân và chứng minh rằng bạn là một người phụ nữ có cuộc sống độc lập thú vị. Hãy vun đắp sự giàu có của riêng bạn, có một cuộc sống mà anh ấy cảm thấy may mắn khi được là một phần của trong đó. Hãy chăm sóc bản thân mình trước và làm những việc bạn thích. Hãy tưởng tượng bạn đang trong một mối quan hệ, nhưng thay vì luôn luôn ở cạnh đối phương, bạn có những khoảng thời gian riêng để tham gia các hoạt động yêu thích như tập yoga, đọc sách, đi du lịch hoặc thậm chí là phát triển những kỹ năng mới. Điều này không chỉ giúp bạn trở nên thú vị hơn trong mắt anh ấy, mà còn tạo ra một sự cân bằng trong mối quan hệ, tránh bị lệ thuộc tình cảm. Đàn ông thường bị thu hút bởi những người phụ nữ có sự độc lập vì nó mang lại cảm giác rằng cô ấy là người phụ nữ mạnh mẽ, tự tin và không cần phải dựa dẫm vào ai để cảm thấy hạnh phúc. Sự độc lập của bạn cũng giúp duy trì sự hấp dẫn lâu dài trong mối quan hệ. Đàn ông không muốn cảm giác như họ là trung tâm duy nhất trong cuộc sống của bạn. Họ thích một người phụ nữ có thể tự mình sống tốt, tự tin và mạnh mẽ. Khi bạn có cuộc sống riêng, mối quan hệ sẽ trở nên nhẹ nhàng và bền vững hơn, vì cả hai đều có không gian để phát triển cá nhân mà không cảm thấy bị ràng buộc hay lệ thuộc quá nhiều vào nhau. Và hãy nhớ rằng, đừng bao giờ từ bỏ cuộc sống của mình chỉ để chạy theo tình yêu, chỉ để phù hợp với đàn ông. Để rồi khi tình yêu mất đi, bạn hoàn toàn bơ vơ, lạc lối. Đây là trường hợp rất phổ biến mà phụ nữ hay mắc phải. Như khi chìm đắm vào tình yêu, cô bắt đầu từ bỏ sở thích của mình, từ bỏ công việc đang phát triển để lui về làm vợ, làm mẹ, từ bỏ cả hội bạn bè thân thiết chỉ để dành thời gian cho gia đình nhỏ, thậm chí có người còn từ bỏ cả gia đình chỉ vì ba mẹ phản đối họ kết hôn với người đó. Nếu may mắn tìm được đúng người thì không sao, nhưng nếu không may, sau một thời gian nhận ra đối phương không còn ngọt ngào như ban đầu, không tử tế như mình nghĩ, mà anh ta cờ bạc, gái gú, để rồi khi bước ra khỏi cuộc tình đó, cô chẳng còn lại gì ngoài một trái tim chằng chịt tổn thương. Chính vì vậy, dù có đắm chìm trong tình yêu, dù có yêu người đàn ông đó nhiều đến đâu đi chăng nữa, phụ nữ cũng nên là một người có cuộc sống độc lập của riêng mình, có tài chính, có công việc và các mối quan hệ chất lượng. Khi ấy, đàn ông lại nhận rõ giá trị của người phụ nữ và càng muốn giữ cô ấy bên mình. 4. Đàn ông muốn một người phụ nữ có chính kiến riêng. Xung đột là điều không thể tránh khỏi trong bất kỳ mối quan hệ nào. Tuy nhiên, chính cách bạn xử lý những xung đột và bất đồng này mới là yếu tố quyết định. Đôi khi, sự bất đồng không phải là điều xấu, mà ngược lại,
nó có thể trở thành cầu nối, giúp hai người hiểu nhau hơn và phát triển mối quan hệ tốt hơn. Khi bạn thể hiện được chính kiến của mình, bạn cho đối phương thấy rằng bạn có quan điểm riêng và không sợ bảo vệ chúng. Điều này không có nghĩa là bạn nên cố chấp hay cãi vã không cần thiết, mà là việc dám nói lên suy nghĩ của mình. Điều này cũng cho thấy bạn không chỉ là người đồng hành, mà còn là người có thể cùng đối mặt và giải quyết mọi thử thách trong cuộc sống với người đàn ông. Ví dụ, khi bạn và anh ấy có một bất đồng về kế hoạch tương lai, thay vì im lặng hoặc đồng ý theo anh ấy chỉ để giữ hòa bình, hãy thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình. Nói với anh chàng tại sao bạn nghĩ rằng một hướng đi khác sẽ tốt hơn, nhưng cũng sẵn lòng lắng nghe quan điểm của anh ấy. Qua cuộc trò chuyện này, bạn không chỉ giữ vững chính kiến của mình, mà còn cho chàng thấy rằng bạn tôn trọng và coi trọng ý kiến của anh ấy. Một người phụ nữ có chính kiến không chỉ làm cho mối quan hệ trở nên thú vị hơn mà còn giúp cả hai cùng phát triển. Khi đàn ông biết rằng bạn không sợ đứng lên vì điều bạn tin tưởng, anh ấy sẽ trân trọng và tôn trọng bạn hơn. Sự mạnh mẽ này không chỉ làm tăng giá trị của bạn trong mắt đối phương, mà còn giúp tạo ra sự kết nối sâu sắc hơn giữa hai người. Trong tình yêu, sự tôn trọng lẫn nhau chính là chìa khóa để duy trì một mối quan hệ lâu dài và bền vững. Và kiểu người phụ nữ có chính kiến, trưởng thành về mặt cảm xúc, có hiểu biết và cư xử tự trọng là kiểu người đàn ông luôn khao khát có được. Năm, đàn ông muốn một người phụ nữ mà anh ta phải nỗ lực theo đuổi. Một trong những điều khiến đàn ông cảm thấy cuốn hút và say mê trong một mối quan hệ là cảm giác phải nỗ lực để chinh phục. Đàn ông tự nhiên có bản năng săn đuổi, và họ thường cảm thấy hứng thú hơn khi phải cố gắng để đạt được điều gì đó có giá trị. Vì vậy, một người phụ nữ mà anh ta phải nỗ lực theo đuổi sẽ khiến anh ta trân trọng mối quan hệ hơn. Một người phụ nữ có giá trị cao không phải là người luôn dễ dãi hay dễ dàng bị chinh phục. Thay vào đó, cô ấy biết giá trị của mình, biết mình muốn gì và không dễ dàng trao đi tình cảm hay sự cam kết với bất kỳ ai khi đối phương chưa đầu tư đủ thời gian và tình cảm. Điều này không có nghĩa là cô ấy khó gần hoặc tỏ ra lạnh lùng, mà là cô ấy không vội vàng, thiếu thốn. Mà là để mọi thứ diễn ra tự nhiên, cho đàn ông thấy rằng nếu anh ta thực sự muốn ở bên cô, anh ta cần phải nỗ lực, cần phải chứng tỏ rằng mình xứng đáng. Ví dụ, khi một người đàn ông mới bắt đầu theo đuổi, thay vì ngay lập tức thể hiện sự quan tâm thái quá hoặc dễ dàng dành tất cả thời gian cho anh ta, người phụ nữ thông minh sẽ giữ một chút khoảng cách. Cô ấy vẫn cho anh ta thấy sự hứng thú, nhưng đồng thời cũng duy trì cuộc sống riêng của mình, khiến anh ta phải tò mò, phải tìm hiểu thêm và càng muốn chinh phục cô hơn. Cảm giác này khiến anh ta thấy rằng mối quan hệ này không chỉ là một cuộc phiêu lưu ngắn hạn, mà là điều gì đó cần sự nỗ lực, đầu tư và cam kết lâu dài. Đàn ông thường coi trọng hơn những gì họ phải đấu tranh để có được. Khi một người phụ nữ không dễ dàng bị chinh phục, cô ấy không chỉ tạo ra một sự thu hút mạnh mẽ, mà còn khiến đàn ông hiểu rằng tình yêu của cô là một điều quý giá, không phải là điều mà ai cũng có thể có được. Điều này làm cho anh ta trở nên chủ động hơn trong việc duy trì và phát triển mối quan hệ với cô ấy. Một mối quan hệ không nên được xây dựng dựa trên việc một người luôn chạy theo người kia, mà cần có sự cân bằng. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu của việc theo đuổi, việc giữ một chút khoảng cách để cho đàn ông cảm nhận được sự khó khăn và thách thức sẽ làm tăng thêm giá trị của mối quan hệ và khiến anh ta càng trân trọng bạn hơn khi anh ta cuối cùng có được tình yêu của bạn. Và người phụ nữ mà anh ta phải nỗ lực đầu tư thời gian, tâm trí để theo đuổi mới là kiểu người mà đàn ông khao khát. 6. Hãy nhớ rằng, trong tình yêu, không có công thức chung cho tất cả mọi người, nhưng có những giá trị cốt lõi mà ai cũng mong muốn trong một mối quan hệ. Đàn ông, giống như phụ nữ, cũng khao khát sự kết nối, sự thấu hiểu và cảm giác được trân trọng. Họ bị cuốn hút bởi một người phụ nữ có tiêu chuẩn cao, người hiểu họ, có cuộc sống riêng, có chính kiến và đặc biệt là người mà họ phải nỗ lực để chinh phục. Những giá trị này không chỉ làm mối quan hệ trở nên bền vững, mà còn giúp cả hai cùng phát triển và hạnh phúc hơn. Hãy luôn là phiên bản tốt nhất của chính mình và đừng ngại đặt ra những tiêu chuẩn, bởi đó chính là cách bạn tạo nên một tình yêu lâu bền và xứng đáng với giá trị của bạn. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy video hay và hữu ích đừng quên bấm like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video hữu ích khác trên kênh của chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!